Thế là Hoàng cũng đi xuống Cà Mau trước Hương cả tuần và nhìn những cái cảnh đó, xong rồi bạn chụp cho tới mình nói chị ơi em muốn chị như thế này. Và khi mà tóc của Hương cắt đó, thì Hoàng cũng muốn là không đi tới gặp một cái người phụ nữ cũng đã từng vớt xác, và nắm cái tóc của Hương lên cắt ngang thôi cho nó giống như cô đó. Tóc phải ngắn để bơi cho nó tiện, và đặc biệt cái mái phải ngắn để không có dính vô con mắt khi bơi, có nghĩa là cái mái cứ phải cắt đại lên thôi cho nó ngắn. Và cái da thì phải đen giòn như là người miền Tây, và xin đổi một bộ đồ cho cô để lấy bộ đồ đúng cái bộ đồ mặc trên đó là của cái cô đó. Và toàn bộ đi đứng ăn nói hút thuốc, cái mắt đăm chiêu hoặc cái cách nói chuyện cũng không có nhìn vào, không có nhìn trực tiếp vào mình nữa, nói chuyện rất là khác thường. Rồi cũng đi gặp một hai sư phụ nam để học nghề, và học luôn những cái người bạn trẻ đang làm nghề vớt xác chuyên nghiệp. Tất cả những cái đó thì Hương từ từ đi vào nhân vật. Và tới ngày thứ 20 thì ngày thứ 20 là Hương là bà Lệ, thì bắt đầu là mình vô mình sống và mình mê trong cái nhân vật của mình luôn. Tự nhiên mình thấy mình nghèo tàn nhẫn luôn nha cả nhà, mình đói khát, mình nghèo mà mình phải đi vớt xác, mà cái nghề này không có lấy tiền nha cả nhà. Nghề này không phải nghề mà là nghiệp đó. Nếu nghề là mình phải kiếm bằng tiền đúng không, được trả tiền. Còn ở đây khi mà người ta thấy xác gia đình, người ta lo, người ta buông, người ta khóc, người ta quên mình luôn, rồi mình cũng lủi thủi mình đi về. Và họ 100 người đi cứu được người chết lên thì gia đình người ta lúc đó người ta nhận được người thân, người ta khóc dữ lắm, người ta quên mất tiêu. Không phải là người ta không muốn trả ơn mình, mà người ta quên, người ta lo, người ta khóc, người ta quên mất tiền. Những cái người mà người ta giúp á, người ta cũng đi về chứ không có nhu cầu lấy tiền. Có người thì cho gạo để ăn. Thì tới ngày thứ 20 là Hương đi vô, giống như vô trầm cảm luôn. Ngày nào cũng nằm trên cái võng đi tìm con, đi khóc, đi bơi đến 3-4 giờ sáng. Có một ngày kia Hương mới gọi cho chồng Hương, nói anh làm gì, anh tặng cho em món quà gì cho em thấy em giàu giàu đi em Phương ơi, hoặc là anh mua gì tặng em cho em thấy em vui vui đi. Rồi đi ra kêu nhà sản xuất đó, mua tôm với đìa kìa, lên nướng cho trong đoàn mình ăn, và tự động bài tổ chức được vậy đó. Nhưng mà với điều kiện là ăn uống trong im lặng, không được la lối để mình quay, nhưng mà làm cái gì vui vui để mình quên. Chứ mọi cả ngày tụi em cứ dưới nước, tất cả đạo diễn mà quay phim, tất cả ekip luôn đều cùng nhau đứng dưới nước, cứ dưới nước hoài, lạnh. Mình lạnh cả nhà, mình lạnh từ trong người mình lạnh ra. Rồi bắt đầu mình hoang mang, rồi mình lo lắng, rồi mình đi tìm con bé. Cứ như vậy nó dẫn. Thành ra là đây là cái nghề của Hương thì mình thoát vai được thôi, nhưng mà mình muốn giữ cái tâm trạng đó để mình diễn cho nó hay nhất. Và con mắt mình nó mệt nhất và nó dài nhất có thể, và nó lo lắng nhất. Sau đó thì mình mới nhả vai ra từ từ. Đối với Hương thì đó là nghề của mình thôi. Nhưng mà trong vòng mấy chục ngày mà ở dưới đó thì mình mong muốn là mình giữ được cái tâm trạng đó để cho cái mặt mình nó đẹp nhất, và cái da mình. Và tại vì hồi nãy cũng chưa có, chắc là mọi người coi chưa có kỹ về móng tay móng chân của Hương, là Hương ngâm cho nó phèn ăn thiệt. Nếu mình dơ á, thì lát mình rửa ra, còn phèn ăn là không ra, cho nên ăn hết nửa móng tay móng chân Hương là phèn ăn hết luôn. Mà mình về mình phải lấy máy mình mài bào, mình mài 3 lần thì nó mới hết được cái phèn đó. Đó cũng là một cái đặc biệt của người miền Tây, đặc biệt là người ở Cà Mau nha, mới bị phèn ăn dữ như vậy.